Tại buổi họp, qua xem xét bản kiểm điểm của ông Thuận, chi bộ nhận định ông Thuận là người có vai trò tác động lớn đến vụ việc, khiến dư luận phản ứng mạnh những ngày qua. Có 4 hình thức kỷ luật được đưa ra gồm phê bình, khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi đảng để các đảng viên bỏ phiếu. Cuối cùng, chi bộ thống nhất đề nghị Đảng ủy xã Nghiệp Chánh xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thuận. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức Long An cho biết, sau khi có kết quả xác minh vụ việc cũng như hình thức xử lý cụ thể đối với những người liên quan, huyện sẽ gửi thông cáo đến báo chí vào đầu tuần tới ngày 12 tháng 3. Trước đó vào cuối tháng 2 tại trường tiểu học Bình Chánh, Bến Lức, Long An, thì ông Thuận cùng nhóm phụ huynh đã tìm gặp nữ giáo viên phản đối vì cho rằng là cô phạt học sinh quỳ gối khiến các em sợ phải nghỉ học. Tường trình tại cơ quan chức năng thì ông Thuận phủ nhận việc mình ép cô giáo quỳ. Còn nữ giáo viên cho biết mình bị phụ huynh buộc nhiều lần nên mới quỳ 40 phút. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc yêu cầu xác minh xử lý vụ việc. Vâng, vụ việc này thì ngay sau đó đã gây ra phản ứng trong dư luận. Nhiều người cho rằng cả hai bên thì đều hành động sai. Nhưng vị phụ huynh gây sức ép bắt giáo viên của con mình phải quỳ gối xin lỗi trước các vị phụ huynh thì gây mất hình ảnh nghiêm trọng của giáo viên và có dấu hiệu xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác.